Rất vui được gặp lại các con. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài hát Mùa thu ngày khai trường, nhạc và lời của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Và chúng ta sẽ tập bài tập đọc nhạc đầu tiên trong bộ môn âm nhạc, đó là tập đọc nhạc số 1. Và bây giờ cô mời các con chúng ta cùng ôn lại bài Mùa thu ngày khai trường. Ta vừa hoàn tất xong phần ôn tập bài hát Mùa thu ngày khai trường. Bây giờ cô mời các con cùng khởi động giọng nha. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các con người nhạc sĩ tài ba, người đã luôn viết các ca khúc dành cho các em thiếu nhi thật là hay, đó là nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh ngày 12 tháng 1 năm 1930. Ông nổi tiếng với những bài ca ngợi Đảng đầy ấn tượng. Ông cũng thành công với nhạc thiếu nhi rất là nhiều. Ông từng công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, là Tổng Thư ký Hội Âm Nhạc Hà Nội. Các ca khúc đã để lại đầy ấn tượng cho chúng ta, đó là bài Đảng cho ta một mùa xuân, Màu cờ tôi yêu, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Chú voi con ở Bản Đôn, Ông xảo ông sao, Thành phố mười mùa hoa, vân vân, rất là nhiều bài. Và bây giờ cô mời các con
Nghe mẫu bài tập đọc nhạc số 1 trước nha. Rồi, tiếp theo thì ta sẽ phân tích bài. Bài tập đọc nhạc số 1 được viết ở nhịp 2-4. Được viết ở giọng giọng đô, đô trưởng nha. Rồi, về cao độ gồm có những âm đô, rê, mi, son và la. Về trường độ, ta thấy có nốt đen, nốt móc đơn chấm dôi và nốt móc kép. Ký hiệu âm nhạc sử dụng trong bài, ta thấy có dấu nhắc lại, dấu luyến. Dấu nhắc lại có nghĩa là sao các con? Là bài này chúng ta sẽ đọc làm hai lần khi thấy có ký hiệu nhắc lại. Bây giờ chúng ta tập câu thứ nhất của bài tập đọc nhạc số 1. Các con nghe cô đàn hai lần và nhẩm theo tên nốt cho cô nha. Chúng ta qua câu thứ hai. Và bây giờ các con sẽ đọc theo cô. Trọn bài tập đọc nhạc số 1 có tên gọi Chiếc đèn ông sao. Nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Cô cảm ơn các con và phần này là phần các con sẽ tập đọc cho thuần thục.
các tenor của bài tập đọc nhạc số 1 nha. Cô không đọc theo các con nữa. Rồi, bây giờ cô hỏi các con là có bạn nào biết nội dung bài tập đọc nhạc số 1 này muốn nói lên điều gì không? Bài tập đọc nhạc số 1, nội dung là ca ngợi tình yêu thương của Bác Hồ dành cho các em thiếu nhi và niềm vui của các em khi được thắp đèn trong ngày vui Tết Trung Thu nè. Và đặc biệt là bài tập đọc nhạc số 1 này đã cho ta thấy thiếu nhi Việt Nam luôn gắn bó, thể hiện lòng biết ơn, tình cảm sâu sắc đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Để đáp lại tình yêu thương của Bác dành cho các em, thì các em phải biết luôn phấn đấu trong học tập cũng như trong lao động. Như Bác Hồ đã dặn, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Các con nhớ nha! Cô dặn dò cuối bài, các con ôn lại bài hát Mùa thu ngày khai trường. Bạn nào có đàn thì kết hợp với lại đệm đàn cho cô để lấy thêm điểm cộng nha. Đọc thuộc tên nốt bài tập đọc nhạc số 1 và ráp lời bài hát vào cho cô. Đặc biệt ở bài tiết này các con có phần câu hỏi nha. Các con sẽ trả lời câu hỏi ở phần bài tập và xem trước bài tiết 3 cho cô. Cô mến chào các con và hẹn gặp lại các con ở phần tiết sau.